nghệ sĩ tú lệ thủy bị tai nạn giao thông tại úc cả nhà chị đang du lịch tại úc lúc còn trẻ điều khiển ô tô từ một nhà hàng ở ngoài ô thành phố melbourne về nhà vừa đổ xe ven đường để mua một vài vật dụng bất ngờ bị một ô tô của người nước ngoài đâm vào đuôi xe khiến xe của chị lao lên đụng vào ô tô phía trước nghệ sĩ tú lệ thủy kể lại Lúc đó đầu của con trai tôi, ca sĩ Đình Trí, ra nhiều máu, người dân địa phương đã giúp kêu xe cấp cứu đưa con tôi vào bệnh viện. Hai chân của tôi thì bị trật khớp xương và bị trầy xước bên ngoài. Cảnh sát giao thông của thành phố Melbourne đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Hiện các bác sĩ đang theo dõi vết thương của Đình Trí. Theo kế hoạch, tôi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để biểu diễn trong chương trình live show từ giải Thanh Tâm đến giải Trần Hữu Trang tối ngày 4 tháng 9 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì tai nạn này tôi không thể về nước được.